Luật Nguyễn Trường Giang đến từ đơn vị Thái Nguyên. Điểm không đều. Do hơi hạn chế một chút về góc máy quay nên anh em thông cảm. Khả năng cao là Vũ Thiết sẽ gặp Trần Đức Duy trong trận chung kết. Với Nguyễn Giang thì gọi là Nguyễn Giang nó quen. Mẹ có cái rèm này khó chịu thật, không nhìn thấy đường cầu đâu cả. Cầu ngoài sân. Vẫn còn, chuyện rất lì. Cầu, cảm giác cầu không được sự tốt trong những phút thi đấu vừa rồi. Vẫn thủ được, rất hay. Cầu trong sân. Điểm đang là 7-1 rồi. Kế cầu lỗi từ Vũ Thiết. Đổi điểm 2-7 cho Trường Giang, cầu Nguyễn Giang. Đập cầu tốt. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Vũ. Để Hùng yên tâm live stream tại vì Hùng vừa mới đăng ký gói mạng lúc nãy xong. 8-3. Phản cầu rất hay, điểm tay rất khỏe. Được cầu tốt. 9-3 Vũ Thiết. 9-3 Thiết đầu cầu. Chém cầu rất tốt từ Nguyên ra. Số nào ở đây không? Ok, xin chào Hiệp Nguyễn nha, cảm ơn em rất nhiều. Em cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Vũ. Tí nữa thì thủ qua. Chúng ta trở lại trận đấu thứ nhất, điểm 11-5. Cầu ngoài sân, giải đấu này sử dụng quả cầu lông gì đây? Thành công à? Vinawin. Chém cầu sửa trường của Giang rằng đang tưởng rằng đã có thể ăn điểm nhưng vâng, với cầu rất tốt thì hai vận động viên hai tay vừa thay nhau đánh hai nhịp lại cầu ngoài rồi. Anh em chờ trận bán kết 2 nhé, trận bán kết 2 sẽ hay hơn và cả trận chung kết nữa, trận chung kết mới gọi là hấp dẫn. Thiết Trần rất nhanh bỏ cầu chính xác từ Nguyễn Giang, cầu ngoài sân. Thực sự phải nói Vũ Thiết mà chấp Hùng khoảng 12 quả thì chắc Hùng đã ăn được. Giang mệt rồi. Chém cầu đầy cảm giác. Qua nhá. Nhưng Hùng tin là Đức Duy sẽ có thể không khó khăn quá để vượt qua anh Thạo. Giang mệt rồi, không theo được cầu Thiết rồi. Đấy chỉ là dự đoán của Hùng thôi. Tí nữa chúng ta theo dõi chúng ta mới biết được. Nhưng khả năng cao là Vũ Thiết sẽ gặp Đức Duy trong trận chung kết. Và đây luôn là trận đấu giao cầu. Nguyễn Trường Giang đỡ cầu. Thủ cầu rất hay. Chém cầu sở trường Vũ Thiết. Đầu tiên đầu Vũ Thiết. Thiết muốn lì cũng không được. Vẫn còn kìa, thủ dã man. Giang chán rồi, Giang chán rồi. Được đánh giá cao hơn Vũ Thiết anh ạ. Chán rồi. Tiếp một cho Vũ Thiết. Thiết thủ trái rất tốt mà Giang lại rất hay đập cầu trái. Hôm nay thì Đức Duy đang thi đấu trận đơn, sắp đánh trận bán kết rồi. Nguyễn Văn Long cổ vũ Đức Duy đi nhờ.
Rất hay. Thế rồi. Anh ấy Đức Duy đánh động tác kỹ thuật chuẩn lắm ấy ạ. Đức Duy đánh chả kém gì chuyên nghiệp đâu. Đức Duy từng thắng Vũ Thiết, từng thắng Quốc Học và hai lần gặp đây gần nhất thì Thiết cũng thua Duy anh ạ. Chuyển cầu rất tốt từ Thiết. Chán. Không chịu được à? Xin vô ấy. Bắt cầu vẫn ăn điểm. Điểm số 14, xe đầu thứ hai. Vũ Thiết thủ trái rất chắc. Non rồi. Cái sân này nó góc quay nó kiểu gì ấy, chả có góc quay, không thể có góc quay đẹp. Một bên kia thì lóa mà bên này thì có cái rèm nó chắn mất rồi. Nên quay xa thì anh em xem, không bao quát sân thì lại không quay được. Cầu ngoài sân 11 năm. Lượt xét đấu thứ hai trôi qua. Hai vận động viên ra ngoài làm ngụm nước và vào đánh tiếp. Giải ba phải tranh à? Mệt nhỉ. Có phải tranh. Tranh. Mệt. Tranh về có thể tự chọn bóng. Nếu như không muốn đánh thì có thể chia thôi. Mệt. Xem một Vũ Thiết thắng anh ơi. Thắng cũng sâu đấy. Em không nhớ tỷ số nữa rồi. Giang phải thua gần chục quả. Chắc ai cũng đang là 11 năm cho Vũ Thiết. Chung kết 99,9% là Đức Duy gặp ấy rồi. Đức Duy cố gắng nhanh nhanh vào gặp bạn Vũ Thiết thôi. Ok, tranh giải ba Trường Giang xin thua Vũ Thiết để giữ sức để tranh giải ba. Okay, đăng ký vào và phát lại cái live stream mới để mọi người được thưởng thức trận đấu với chất lượng mạng tốt hơn nhá. Đây mới gọi là trận đấu hay, mọi người trở lại với live stream của Hùng ít phút nữa nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.